Xin chào các bạn. Mới hôm trước thôi, mình có một video về chiếc Vario 160. Đây là phiên bản Honda Việt Nam mình nhập về từ Indo, màu xám xi măng. Hôm trước thì ship đi Đồng Nai. Hôm nay ship đã tới Đà Nẵng đó các bạn. Hiện tại Tuấn đang gáp câu bình và sẽ nổ máy chiếc xe này. Địa chỉ các em ở Duyên là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Và giá bán của nó hiện tại vẫn là 54.900.000, là 54.900.000 đó các bạn. Giá xe này mình cam kết chính xác, đúng thời điểm và đã có sẵn VT rồi nha. Phía biển số của nó thì mình tầm khoảng thôi nha, để các bạn tham khảo. Ở huyện á, thì nó tầm khoảng là 1.800.000 ha. Và thị xã là khoảng chừng 2.600.000. Và giấy tỉnh thì tầm khoảng 4.000.000, 4.100.000, 4.200.000. Tầm khoảng nha các bạn, tùy các bạn khu vực các bạn ở, nhưng mà nó sẽ tương đương với cỡ đó thôi. Ok ha. Cho nên là giá xe mình báo là không bao giờ mình bao lăn bánh là như vậy. Và chiếc xe này nếu mà các bạn mua ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì phí biển số nó còn cao hơn nữa. Nó cao hơn cái tỉnh mình chắc tầm khoảng 2.000.000 á. Ok ha. Như thường lệ thôi, xe này bạn Hiên chốt nha. Bây giờ bạn Hiên đang ghi thông tin chiếc xe này. Ở Đà Nẵng nha các bạn. Đà Nẵng luôn. Đây đây. Đây rồi. Đây các bạn, mình không quay nó được. YouTube nó không cho quay vì nó không cho tiết lộ thông tin của khách. Bạn Phạm Thị Diệu Hiền, Hải Châu, Đà Nẵng. Các bạn Hiền chốt nha. Thì khi mà các bạn mua online á, mình thứ nhất á, là mình phải gọi ngay cho nhân viên để mình tư vấn cho nó chặt chẽ về giá xe, về giấy tờ thủ tục, về ship xe. Tại vì các bạn mua online mà, các bạn không cần có mặt tại cửa hàng mình vẫn mua được. Thì mình chụp thường là mình gửi cái hình căn cước công dân của mình qua Zalo cho nhân viên mình. Sau đó mình cọc từ khoảng 5.000.000 hoặc là 10.000.000 là ship toàn quốc. Ship tới Đà Nẵng này thì phí ship nó sẽ tầm khoảng rơi vào khoảng 500.000. Cho tới Hà Nội luôn nha, khoảng 500.000 là ở trên tuyến quốc lộ 1A. Bạn chú ý nha, còn nếu các bạn tẹ nhánh đi đâu đó một chút thôi thì mình lại phải có một chiếc xe tải khác để chuyển xe vào, thì có thể là chi phí nó sẽ phải cộng thêm 1-200.000, 3-400.000 là tùy. Và nếu ship từ đây mà đi tới Sài Gòn hoặc là quay về tới Cà Mau là miễn phí trên tuyến quốc lộ 1A, thậm chí là ship qua đảo luôn nha các bạn. Các bạn thấy bây giờ là xe này á, bên mình á là không đủ bán, có khi là hết hàng luôn. Thì bây giờ á, một lần nữa mình nhắc lại cái nhận định của mình ngay khi chiếc xe này nó về á. Mình nói là cái ngoại hình á thì có người khen, có người chê đúng không? Với mình thì mình thấy nó đẹp và mình đã trải nghiệm nó rồi và mình đã khen. Nó chạy rất là đầm, mượt, tư thế ngồi thoải mái. Một khi các bạn đã leo lên chạy rồi nha, chắc chắn các bạn sẽ thích mê nó ha. Và không xe nào hoàn hảo cả, thì có những cái nhược điểm nhỏ nhỏ mình vẫn chấp nhận được chứ không phải là không được. Câu bình đồ nè các bạn. Rồi ha. Tuấn cũng mới vừa chỉnh giờ, bây giờ đang là 11 giờ nè. Đúng rồi, 11 giờ rồi nè ha. Nó sẽ có báo xăng. Cái mức này các bạn chú ý nè, cái mức ở dưới này nè là nó báo mức tiêu thụ nhiên liệu tức thời. Tức là trong lúc mà các bạn vặn ga, các bạn chạy á, là nó sẽ báo ngay thời điểm đó là chiếc xe đã ăn xăng bao nhiêu á. Còn chip total này ha, chip nè, chip A nè, chip B nè, là nó báo quãng đường đi cho mình tới hai cái chip lận để mình đo. Một cái là để mình đo cái quãng đường, có thể là đo xăng. Một cái nữa để mình ghi nhớt chẳng hạn, tức là mình thay nhớt á, mình có thể là xóa nó về không và xem cho nhớt với mình chạy được bao nhiêu cây số. Đó là hai cái chip nè. AVG A là mức tiêu thụ nhiên liệu của cái chip A ha. Nó không có chip B nha, nó không báo. Rồi, báo bình. Trở lại thô sồ rồi. Pha nè, xi nhan nè, còi nè, Allen stop nè. Làm lại nha. Nhận diện chìa khóa ở đây, FI chỗ này. Và nó sẽ có hệ thống phanh ABS. Đây là phiên bản thể thao xám xi măng. Cái này nó sẽ cháy và khi các bạn lăn bánh qua 10 km/h nó sẽ tắt. Có nhiều bạn hỏi mình rồi nha, anh ơi sao mà em chạy sao thấy nó tắt? Nó tắt mới là hợp lý, còn nếu mà nó cháy sáng thế này á là phải đi bảo hành bảo dưỡng này đó.
ha, nó phải tắt nha. Nhưng mà phải lăn bánh qua 10 cây số là cái này nè. Qua 10 cây số trên giờ là cái đèn đã tắt nè. Bạn chú ý ha. Đây, để mình đề nha. Đó, đề máy rồi đó các bạn. Đang mở full đèn luôn, vừa xi nhan đèn trước, đèn sau, pha luôn. Các bạn xem nè. Nó đẹp mà. Thực sự là nó đẹp. Chỉ có cái phần ở phần má phía trước á, phần ngực xe thì nó hơi to thôi. Nhưng mà thực sự mà nói thì nó cũng không phải là vấn đề quá lớn với mình. Nó vẫn đẹp. Với phần đèn trước rất là ngầu. Đèn đờ mi ha, dài. Và hệ thống phanh nè, thuộc nè, vỏ. Và hơn nữa là màu xám xi măng ở trên chiếc xe này. Đây, tem đỏ, phuộc đỏ, kẹp phanh đỏ, đèn hậu. Xe này đi tới Đà Nẵng nha các bạn. Tới Đà Nẵng luôn. Khi mà các bạn mua phiên bản mà nó có ABS á, thì đồng thời phía sau nó là thắng đĩa. Còn bản CBS á, thì phía trước là thắng thường, thắng đĩa thường. Phía sau sẽ là thắng đùm. Các bạn chú ý ha. Còn xám xi măng là phiên bản thể thao, nó sẽ kèm với những cái phần tem màu đỏ như thế này. Vài đồ 160 màu đỏ này. Tem 3D. Còn xám xi măng này. Với như thế này nè các bạn. Bên mình á, đang hỗ trợ các bạn là phí ship rất là tốt. Khi mà phải ship ra các tỉnh ngoài. Tại vì đó là cái sự tin tưởng và các bạn đã tin tưởng bên mình, thì bên mình sẽ hỗ trợ tối đa phần ship này. Tuy nhiên á, nếu được nha, khi các bạn nhận xe, mình có thể là quay một cái video khi nhận xe, mình cầm điện thoại, mình vừa check xe, mình kiểm tra nó có chạy hay không đó, mình quay lại luôn càng tốt. Và các bạn nhớ nè, nên kiểm tra kỹ ngay khi mà các bạn nhận xe từ xe tải xuống. Đó, quấn nè. Xe này cũng ship để mình xem. Xe này á, lên tới Hồ Chí Minh nè. Thì khi các bạn mở những cái bọc này ra là các bạn nên cầm điện thoại sẵn và quay luôn, kiểm tra liền. Và khi ok rồi, mình mới nhận xe. Mình mới nhận xe nha. Còn nếu mà nó trầy, mình lấy ví dụ giờ mình quay nó không trầy nè. Các bạn nhận xe xong xuôi rồi về nhà, lại trở lại nó là trầy một miếng ở đây, thì sẽ làm khó cho đôi bên. Và chú ý nha, mình nên kiểm tra ngay khi mình nhận xe từ xe tải xuống. Xe tải bên mình là có bằng năng rồi, các bạn yên tâm nha. Rồi khi tài xế nhận xe, các bạn biết không? Nè. Xe nó đi Hà Nội đó các bạn. Quấn còn kỹ hơn nữa. Khi tài xế nhận xe là họ sẽ test hết rồi, kiểm tra rồi ha. Nếu mà nó trầy thì họ hoàn toàn chịu trách nhiệm đó các bạn. Mà chú ý nha. Cho nên là khi nhận xe là mình nên test trước, kiểm tra trước. Còn khi mà xe tại cửa hàng, bên mình cũng có nhân viên quay lại chiếc xe và test chức năng từ trước ra sau như nãy mình làm rồi. Mở đèn trước sau, xi nhan, điện đèn còi đầy đủ, nổ máy ok ha. Mà các bạn nghĩ xem, bây giờ mình mang xe về nhà rồi, thậm chí có bạn nha, để tới ngày hôm sau và thậm chí hôm sau nữa rồi mới quay lại nó cửa hàng là anh ơi, chị ơi, bây giờ xe nó bị trầy. Thì thực sự là các bạn đang làm khó cho cả hai. Các bạn mua mà không phải mua xe, bây giờ các bạn mua những món đồ khác online cũng vậy thôi. Thường là chủ shop sẽ muốn các bạn là khui hàng là nên quay video lại. Tại vì ai cũng muốn làm ăn uy tín và giữ chữ tín, thì cho nên là cái chuyện mà trục trặc này kia nọ nó phải có. Nhưng mà để tránh được cái trục trặc không đáng có này, mình nên quay video lại thì càng tốt ha. Quay lại càng tốt. Như mình cũng vậy, mình mua xe online phải không, nhận xe xuống cái là mình cầm điện thoại liền quay luôn, kiểm tra trên dưới nè, như mình làm cốp rồi nè ha, trước sau như thế này đó, như thế này, động cơ, mâm phía sau, bô, rồi ốp bô ha, như thế này. Rồi sau đó chốt. Rồi ok, xe ok, tôi nhận. Rồi là ok rồi. Rồi nãy giờ nó dông nó dài, các bạn cũng thông cảm cho mình. Tại vì đã có rất nhiều trường hợp như thế. Bây giờ mình sẽ khép lại cái video này đây. Trước khi kết thúc video, mình xin thay mặt cửa hàng Mai Duyên cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Đã từ Đà Nẵng xa xôi như thế, bạn Phạm Thị Diệu Hiền vẫn tin tưởng và ủng hộ cửa hàng xe Mai Duyên. Đây là các bạn, địa chỉ là ở số 67
đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng nha. Đi Đà Nẵng đó các bạn. Xin chào các bạn ha.